Cái này có bốn thùy. Bốn thùy. Có bốn thùy. Con kể luôn nha. Thứ nhất thùy, thùy tráng. Thứ hai thùy đỉnh. Thứ ba thùy chẩm. Thứ tư thùy thái dương. Thùy tráng, thùy đỉnh, thùy chẩm, thùy thái dương. Thì có bốn thùy. Mà quý vị nhớ não bộ chia ra làm hai. Thành ra mỗi thùy nó có hai bên, bên trái bên phải. Cái này gọi chung não nè. Và cái cuối cùng là tiểu não, tức là đằng sau óc đó. Tiểu não. Như vậy bốn thùy cộng với tiểu não thì là năm định phu. Trong đó thì định là nó nhiều quan trọng hơn. Trong đó thùy định là nắm cái vai trò quan trọng nhất. Bây giờ chúng ta học bài khai thác năng lượng thì chúng ta sẽ cùng nắm vô cái gì khai thác đừng bởi cái nó sôi. Thì chúng ta muốn khai thác năng lượng trí tuệ tâm linh thì chúng ta chỉ khai thác cái vùng precious thôi. Ở đây có nhiều trình độ khác nhau, cho nên bài giảng này nhắm vào sự khác nhau của mỗi trình độ. Trong cái khóa tu học này của chúng ta có nhiều trình độ khác nhau, cho nên cái bài giảng của thầy cũng thích hợp cho mỗi trình độ. Tiếng mọi người thành trình đạo. Chứ biết gì vậy thì hả? Có cái trình độ là chưa biết gì hết. Mà muốn học bài khai thác năng lượng tâm linh. Mà muốn học cái bài khai thác năng lượng tâm linh. Như vậy quý vị đó chỉ học cho biết thôi.
Nami Kirinko. Tiềm tàng năng lượng bên trong não bộ của mình. Cái đỉnh khu là gọi là đỉnh. Cái đỉnh khu có tiềm tàng năng lượng trí tuệ tâm linh của mình, đó là đỉnh khu Thùy Đỉnh. Trước nhất chúng ta phải biết hành xử như thế nào để thích hợp với tâm Phật. Trong thiền tông đưa mô tả này là tánh giác. Trong thiền tông thường mô tả đó là tánh giác. Bây giờ chúng ta muốn khai thác được từ bên trong tâm đây thì chuyển đổi kinh nghiệm của mình để phù hợp với kinh nghiệm của bà tên đó. Như vậy muốn kinh nghiệm với tâm bậc thánh thì mình chuyển đổi cái nhìn của mình, cái thấy biết của mình qua ba tánh thấy, nghe và xúc chạm. Phối hợp với ba thì tánh đó bây giờ phối hợp ba tánh thấy, nghe và xúc chạm để chuyển đổi cái nhận thức của mình về cuộc đời. Phù hợp. Phù hợp với ba tánh thấy, nghe và xúc chạm á. Ừ. Các bạn dùng cho những gì vui vẻ ta? Áp dụng cho những gì không biết gì hết. Mà muốn đi học bài cái này là người tâm linh. Không biết gì hết mà muốn đi học cái khóa này khai thác
năng lượng tâm linh đó, không biết vị nào. Như vậy trong cuộc sống hàng ngày đó, quý vị đã cần đang thành tập, cho nên cách nghe cái xúc chạm của thân phù hợp với bài thánh tâm bây giờ. Như vậy trong cuộc sống hàng ngày, quý vị cần phải thực hành thấy nghe xúc chạm phù hợp với ba cái tánh thấy nghe và xúc chạm. Có nghĩa là trong cái cuộc sống hàng ngày, khi mình thấy nghe xúc chạm phải sử dụng ba tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm khi đối duyên xúc cảnh. Có nghĩa là biết không lời hay là biết như thật. Ở đây nói biết không lời nè, cao lắm rồi, bây giờ mấy em cũng biết có lời thôi, mà lời đúng chẳng được mới được. Tức là thầy nói biết không lời thì nó cao, chúng ta có thể biết có lời, nhưng cái biết đó phải đúng với sự thật. Ví dụ như mình thấy thì là thấy, không thấy là không thấy. Ví dụ như khi thấy thì nói thấy, khi không thấy thì nói không thấy. Chỉ đừng bẻ cong sự thật. Đừng có bẻ cong sự thật. Mình không biết còn đâu hơn để nói hơn vấn thời hơn lúc như là nơi phải tới vấn thời hơn lúc. Ngoài cái việc nói đúng sự thật, còn phải nói đúng thời, đúng lúc, đúng người. Nghe công bố như thế, lúc em công bố như thế, như vậy mình nghĩ đó là chúng ta sẽ tự động mình nhìn thấy nhận thức của mình.
Bằng cách đó chúng ta chuyển đổi được nhận thức. Bằng cách đó chúng ta đã chuyển đổi được nhận thức của mình. Chuyển đổi được nhận thức thì chúng ta thấy rằng thân tâm của chúng ta được hài hòa. Cái sự chuyển đổi nhận thức đưa đến tâm chúng ta được hài hòa. Nên tự bình thường bùng đánh nhẹ. Đó là chúng ta đã khai thác được cái năng lượng tâm linh từ bên trong tâm giác. Chỉ đưa đến kết quả là đạt được cái năng lượng hài hòa mà thôi, chứ chưa có thể khai triển lên những cái năng lực siêu vượt hơn. Xúc chạm, chúng ta giữ cái niệm biết rõ ràng đầy đủ mà không dính mắc gì hết. Phật đã dẫn dạy cho ngài yêu Asate. Đó là cách mà Đức Phật đã giảng dạy cho vua Asate. Là một ông vua hiếu động lắm. Asate là một ông vua hiếu động. Wow.
mà chúng ta trong đời cần phải đạt được. Nhưng mà cư sĩ chưa bị đạo diệt, chưa là Phật diệt, không bao giờ là không bao giờ tên điện. Chúng ta là một người cư sĩ còn sống ở trong đời, chúng ta chỉ cần đạt được tới cái năng lượng hài hòa. Bây giờ đây chức năng tỉnh ngộ của đó là do chức năng tỉnh ngộ của trí năng là đủ rồi, là đủ rồi đó. Như vậy là khi mà đi ra tiền cho người khác, cho người cần khai thác năng lượng như là nhận thức. Như vậy khi mình đi giảng dạy thiền thì mình cần khai thác cái năng lượng của nhận thức. Chuyển đổi nhận thức, đó là sự chuyển đổi nhận thức. Năng lượng của sự chuyển đổi nhận thức. Không nhìn như tiên dụng tư riêng gì hết. Thật ra dạy của Đức Phật chưa vừa sự thế. Đó là lời dạy của Đức Phật chưa vừa sự thế. Dạ, muốn mình khai thác thay thế năng lực tâm linh từ bên trong chúng ta nè. Tại vì những gì đi đạo thiền thì chúng ta nạp dụng như sao? Ăn chú ăn rồi bây giờ chúng ta muốn khai thác năng lượng trí tuệ tâm linh. Đối với những vị đi giảng dạy thiền thì chúng ta sẽ làm như sau đây nè. Ăn chỉ biết ăn thôi. Bây giờ muốn khai thác năng lượng tâm linh đối với những người đi học thiền hay dạy thiền con biết học dạy thiền hay học con biết ta thì như sao? Ăn chỉ biết ăn thôi. Con nghe gì dạy thì đi học, mà con nghe rõ là bây giờ dạ vị đã học thiền nhưng mà thầy chưa nói không phải ăn chỉ biết ăn. Cái đó là cái đoạn trước cộng sự chưa nói. Giờ tới phiên dạy những người đó học thiền. Bây giờ là hồi nãy là cái mức độ đầu tiên, bây giờ tới mức độ cao hơn.
Thì ngồi xuống đi. Không có mẹ ngồi đi. Ngồi đi, chừng nào chạy được, chạy vô đây tôi. Chừng nào chạy bỏ ra đây. Dạ, nãy là nãy đầu tiên thì nói cho những gì chứ bây giờ đòi đòi mà nhắm vô học được. Thầy tiên là lên tập bình. Bây giờ thầy tiên đầu tiên là những gì đã học tiền rồi, biết tiền rồi. Bây giờ thầy lên tập bình thì bây giờ là đúng. Trong lúc mình ăn, uống, chỉ nên biết thôi, ăn chỉ bèn thôi, tự nhiên chỉ biết tự nhiên thôi, hoặc chỉ biết hoặc thôi, thì cũng chỉ biết điều đó mà thôi. Tình độ cho nhân vị mới đi học thiền. Câu đúc kết lại, thầy phân chia ra có nhiều mức độ. Mức độ thứ nhất tức là đối với những người chưa biết nhiều, mình tạm gọi là sơ cơ đó, mà vào đây muốn khai thác năng lượng tâm linh, thì thầy hướng dẫn cho cái bước thực hành đầu tiên, tức là ăn, giữ cái niệm biết là mình đang ăn, mặc áo, giữ cái niệm biết là đang mặc áo, vân vân. Tức là làm cái gì trong sinh hoạt hàng ngày chỉ giữ cái biết mà thôi, để cho tâm được tĩnh lặng. Và cái biết đó là cái biết khách quan, đó là đối với những người đầu bước đầu đi vào thiền. Rồi bây giờ thầy muốn giảng lên tới cái mức độ cao hơn, tức là quý vị đã thực hành thiền nhiều năm, thì thầy chưa nói ở bên này một độc tĩnh lặng nha. Tức là mình áp dụng như sao? Thầy muốn giảng cái chiêu thức chỉ biết. Trong thiền chỉ. Trong thiền chỉ, tức là cái phương thức Samatha đó. Thầy muốn giảng là cho rõ, để chúng ta thực hành cho đúng cái phương thức chỉ biết. Phương thức này để mình giảng dạy lại cho người khác cho đúng. Tại vì cái chiêu thức chỉ biết thường thường mình hiểu nó mơ hồ, mình thực hành không có đúng. Thành thử thầy muốn nhắc lại một lần cái một cái phương thức của Samatha
là chỉ biết. Từ cái này là từ cái đó à, nghĩa là tạm dừng lại. Cái phân tích Samatha có nghĩa là tâm dừng lại. Cho nên người Trung Hoa dịch là chỉ. Chỉ là sự dừng lại. Ở đây là sự dừng lại của tâm. Chỉ là bài thân duy nhất là nè. Bài thân đi. Bài thân trước. Bài thân bao giờ. Thầy nói cái chữ chỉ này không phải dịch tới tiếng Anh là cái từ only mà nó là cái từ just. Từ trận chỉ nên đến trận đến trong mình tĩnh lặng. Yên lặng và tinh thần. Tiếng Anh là tranquility, calmness, and serenity. Điều quan trọng nhất thầy có cho phép con giảng thêm một chút chỗ này không? Con muốn làm rõ thêm cái phương thức này để sợ là sau này mình khi mình đi ra mình giảng đó, mình giảng nó không rõ thì nó không có đúng với cái nghĩa của cái kỹ thuật này. Cái tiến trình đi của tâm mình á, ví dụ như khi mình mở mắt ra mình nhìn đối tượng thì mình có cái biết đầu tiên, gọi là cái lóe sáng biết đầu tiên. Cái lóe sáng biết đầu tiên đó nó có lời không? Không có lời. Có thể nói nó là cái nhận biết đầu tiên khách quan và tĩnh lặng. Đó là cái lóe sáng biết đầu tiên. Thì đó là cái mà mình phải gìn giữ. Còn nếu như mình không giữ, không dừng lại tại đó thì cái tâm mình nó sẽ đi tiếp tới là gọi tên đó, đi tới tưởng là gọi tên, rồi ấn tưởng, liên tưởng đủ thứ thì nó trở thành là vọng tâm, rồi cuối cùng nó đi tới thức, phân biệt, so sánh, phải không? Thì ở đây khi mình thực hành thiền chỉ, mắt mình chạm, mình nhận biết tức khắc, rồi dừng cái tâm lại chỗ đó. Đó là ý nghĩa của cái chữ just knowing. Còn nếu mình không có giữ hay là không có dừng lại ở chỗ cái lóe sáng biết đầu tiên thì cái tâm mình nó từ từ nó sẽ đi vào cái con đường của có lời. Đó là cái ý nghĩa của cái phương thức này. Như vậy cái phương thức này thực ra nó cũng là giữ cái biết. Làm cái gì giữ cái biết mà thôi, không có đi tới tiếp nữa là suy nghĩ, so sánh, phân biệt.
Đó là ý nghĩa của cái phân tích chỉ biết. Còn nếu như mình hiểu mơ hồ, mình sẽ hiểu sai, giảng sai. Thầy nói khi mình nói chỉ biết là mình làm cái gì, mình chỉ làm có một việc thôi, thì cái đó là sai. Cái đó là dịch của cái từ only, một việc. Mà thực sự cái phương thức này là làm cái gì, giữ cái biết. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Còn mình triển khai ra thêm cái gì nữa là không đúng với cái này. Cho nên cái phương thức này thực sự là cốt lõi của Samatha. Làm sao cho tâm yên lặng là có cái biết không lời. Như vậy biết không lời hay chỉ biết, nó cũng là dừng ngay tại cái biết không lời đầu tiên, là cái biết của tánh giác. Nó đơn giản vậy thôi. Chứ mình đừng có giảng ra thêm là khi ăn mình giữ cái biết mình đang ăn, chứ không phải ăn chỉ biết cắm đầu ăn. Hiểu không? Cái ý nó khác đó. Nó khác đó nha. Ăn chỉ biết ăn có nghĩa là cái người ăn một cách cái kêu bằng đời đó. Không, ăn chỉ biết ăn là ngồi cứ cắm cái ăn hoài. Không biết đến người xung quanh. Không phải ăn chỉ biết ăn, mà ăn là giữ cái biết mình đang ăn. Đó, như vậy đó. Đó là thầy muốn nhấn mạnh lại cái phương thức biết hay là chỉ biết giống nhau. Chỉ biết có nghĩa là chỉ giữ cái biết, dừng tâm ngay lại tại cái biết đầu tiên, là cái biết khách quan, là cái biết không lời của tánh giác. Đó. Mình sẽ khai thác được năng lượng tâm linh từ trong ba tánh thấy, nghe và xúc chạm. Năng lượng tâm linh này là cái gì? Đó là sự hài hòa. Cái hài hòa ban đầu là hài hòa của ba cơ chế dùng tiền trán, ý thức, ý căn và trí năng. Tức là hài hòa từ cái biết có lời. Rồi lên cái mức độ cao hơn là hài hòa từ trong ba tánh thấy, nghe và xúc chạm. Thì cái mức độ nó cao hơn. Và cuối cùng là hài hòa từ trong tâm Phật.
một bộ thời thì thì ta đi vô sự sắc hơn. Như đối với các bài kinh nó đi vào cái dung tài kinh của Phải Vì một thời thì bằng phương pháp thở hai thì tín hiệu sẽ đi vào đối với vào dùng dưới đồi rồi đi vào đối giao cảm thần kinh rồi đi vào cái thần kinh phế vị. Xúc chạm từ đến xúc chạm truyền đến thần thoại nha, truyền thẳng xuống cơ thể rồi nó vô cái nhạc nhân của não, cái bông truyền lên đến dưới rồi vô đến vô hay que rồi vô đến vô giờ yêu em là kinh ở cái năng năng giờ hay quá nó sẽ đi đây đi đây giờ thầy nói nó đi vô rồi nó đi ra rồi nó đi vô đi đời đang dùng chút cam bây giờ mình thở bằng cái gì thầy, bằng cảm thức không lời hay là mình thở bằng cái bước đầu tiên? Giờ thầy muốn con vẽ cái bước cuối cùng hay bước đầu tiên? Bước đầu tiên thì khi mình khởi ý thở thì cái tín hiệu nó đi vào cầu não, phải không thầy? Vô hai cái que. Giờ thầy muốn tín hiệu của hơi thở nó đi vô chứ không có cần thở, không có cần vẽ, bắt đầu từ tác ý à. Bây giờ cho tín hiệu là cái hơi thở nó đi vào hành khứ giác rồi nó đi vào dưới đồi, phải không thầy? Thầy muốn bắt đầu từ đó. Nói bắt đầu thấy nguyện xúc chạm của cô, con đi là bằng phương pháp thở này. Đó, chồng đi ra rồi. Bây giờ thầy muốn bắt đầu con đường từ đâu? Đi ra. Từ tánh xúc chạm vô thần thọ. Từ tánh xúc chạm. Vô thần thọ. Qua thần thọ là đi xuống. Nhưng mà rồi tự nhiên nó ở trong tánh xúc chạm thôi à? Tức là không cần cho nó đi vô, bây giờ cho nó đi ra. Tín hiệu vào dưới rồi rồi vô thần kinh phế vị rồi đó dân cầu kinh rồi lên dùng thân cầu quan sát nhẹ nhẹ rồi cầu nào rồi quan cầu nào vô phổi rồi que lên đỡ nhiều cảm. Thầy nó từ từ chứ dễ lắm thầy. Từ xúc chạm nó đi qua thân thọ. Rồi thầy nó đi ra nữa.
Gì rồi? Còn cấp cao hơn bằng một khó thở tự để dùng tùy định. Okay.
Đây là cái sơ đồ kết quả của thở thiền. Tức là cái bước này xem như là thầm nhận biết hít vô, thầm nhận biết thở ra của thở hai thì. Thì khi mình hít thở hai thì cái tín hiệu đó là nó tác động tánh xúc chạm. Và cái sơ đồ này là cái kết quả của thở hai thì, thầm nhận biết. Thì cái tín hiệu nó đi vào tánh xúc chạm rồi thì bây giờ nó mới đi ngược trở ra để đưa ra những cái tác dụng về sinh học. Thì thầy muốn nhấn mạnh cái phương thức thở thiền của Đức Phật dạy chỉ giữ cái biết hay là cái thầm nhận biết thôi, thì nó ảnh hưởng tới nội tạng của chúng ta qua cái sự tác động vào thần kinh phế vị, nó hài hòa lại hết những cái nội tạng của mình. Thầy cũng thường nhấn mạnh thở hai thì, thầm nhận biết thở hai thì để điều chỉnh, quan trọng nhất là những cái bệnh về tim mạch, thí dụ như áp suất máu cao hay thấp, nhịp tim rối loạn, hay là ngay cả hở van tim cũng có thể thở hai thì để điều chỉnh. Acetylcholine là chính nha. Acetylcholine là chính. Quý vị nhớ những cái kết quả của cái chất acetylcholine không? Khi có acetylcholine thì nó làm cái gì? Là nó điều hòa huyết áp, hạ cholesterol, hạ đường trong máu. Nó còn có chức năng nào nữa? Phục hồi được cái ký ức của mình. Và cái gì nữa? Giúp cho cái thân thể của mình cảm thấy nhẹ nhàng, kinh an, nhẹ nhàng, linh hoạt. Ngoài ra cái trí năng của mình nó bén nhạy hơn nữa. Đó là những cái công năng khi cái chất acetylcholine tiết ra. Thành thử chất acetylcholine này nó rất là tốt cho sức khỏe của mình. Mình cần cái chất này đó để tạo ra năng lượng hài hòa. Chính cái chức năng của acetylcholine nó tạo ra cái năng lượng hài hòa cho mình. Thank you.
cái chất acetylcholine nó có nhiều nơi trong não bộ lắm. Ở đây là cô vẽ, nó có ở đầu dây đối giao cảm thần kinh. Ở cuống não cũng có acetylcholine, mà ngay trong dưới đồi cũng có acetylcholine. Cho nên khi mình thực hành đúng thì có nhiều nơi trong não bộ nó tiết ra một loạt acetylcholine. Và khi nó tiết ra, nó là thần kinh dẫn truyền, nó sẽ truyền đi khắp nơi trong não bộ của mình. Như người nào thiền mà mất trí nhớ thì người nào học thiền mà không có trí nhớ, tức là người đó đã thực hành sai, làm cho norepinephrine nó tiết ra nhiều. Tức là khi norepinephrine nó tiết ra, nó đi tới xuống tuyến thượng thận thì nó tiết ra thêm epinephrine và cortisol từ tuyến thượng thận. Rồi cortisol nó tiết ra ngoài thì nó bó chặt tế bào ký ức, thì ký ức mất. Do đó trí nhớ của mình từ từ nó mất đi. Thành thử khi mình tu thiền mà trí nhớ của mình nó mất đi thì phải coi lại cái tiến trình thực hành của mình nó như thế nào. Chứ con người già nó mất đi à? Ví dụ như mình học thiền thời gian hôm nay quên hết rồi. Đúng rồi. Chị đi nói học tiền nó quá nên trời trời. Thầy nói giống như một cái bài thi kệ. Thầy đọc cái câu đầu cũng quên rồi. Học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại đà quên hết, chỉ biết trong đầu một chữ như. Thật ra cái trí tuệ siêu vượt của mình á, nó đặt trên nhận thức sắc bén, mà nhận thức nó đặt trên ký ức. Không có ký ức không thành lập được nhận thức. Kinh điển lưu hành tám dạng tư, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại đà quên hết, chỉ thấy trong đầu một chữ như. Thưa thầy, một tiếng rưỡi là thầy cho nghỉ giải lao. Mình nghỉ giải lao 15 phút.